Hi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cây đàn với mức giá trung bình của thương hiệu guitar Sao Mai. Đó là cái guitar Sao Mai SA11C với mức giá 2.650.000. Và với mức giá này ngoài thị trường thì mình nghĩ là cây đàn này thì cũng khá là tốt để các bạn lựa chọn. Các bạn có thể nhìn thấy thiết kế hình thức rất là tinh tế, sắc nét, khá là đẹp. Và gỗ thì là gỗ thịt full solid với cấu trúc là lưng hông thì là gỗ mahogany, còn mặt là gỗ thông. Cấu hình gỗ thông 2A, tuy nhiên thì các bạn nếu mà các bạn nhìn ở ngoài các bạn thấy là vân gỗ rất là dày. Tại vì tất cả gỗ đây thì mình đều chọn lọc xử lý rất kỹ. Đấy. Miệng lỗ thì cũng được làm bằng gỗ tự nhiên hết. Làm rất là tỉ mỉ và sắc nét. Đầu đàn này, một cái đàn 2.650.000 thì mà vẫn được trang bị bộ khóa vàng với tai bằng gỗ mun khá là tinh tế và làm cho cái đàn đẹp lên rất là nhiều. Đó. Nhìn chung thì là hình thức thì gỗ thì gỗ full solid, hình thức thì khá tuyệt vời và âm thanh của cái này thì mình thấy được nó khá là thoát, phù hợp với nhiều dòng nhạc chơi. Và bây giờ thì mình sẽ các bạn sẽ cùng lắng nghe một tác phẩm chơi trên cái đàn này. Đây là hai cái đàn SA11C.